Hello Nam, thì hôm nay mình đem đến em một cái đồng hồ nhiệt độ khác của Omron. Thì đây là cái dòng E5CVKL. Cái mã hôm nay là E5CVKL Q1TC. Thì con này có nguồn cấp là từ 100 đến 240 VAC ha. Cái ngõ ra của nó, là ngõ ra dạng mà kích cho SDR á. Thì ngõ ra nó là sẽ là 12V. Ngõ ra của nó là 12V 21 mA mọi người ha. Thì ở đây mình dùng một cái biến trở để mình giả lập cái đầu dò. Đầu dò thì con này chỉ nhận được cái loại là thermocouple, là cái loại mà 2 dây á, nó chỉ 2 dây thôi. Ví dụ như loại K này, loại G này, loại T, loại R và loại S là những cái loại mà đầu dò nhiệt độ mà nó chỉ có 2 dây ha. Cái loại 3 dây là loại BT á, thì cái đồng hồ này nó sẽ không nhận được, nó cũng không nhận được analog luôn. Cái con này thì nó có kích thước là 48 x 48 ha, chiều sâu này là 64. Con này nó có cái thời gian quét á, chu kỳ quét lấy mẫu của nó là 200 mili giây. 200 mili giây thì nếu mà cái con E5 CC mà mọi khi mà mình hay quay video thì con nó là 50 mili giây. Con này thì tới 250 mili giây lận. Đây là cái dòng căn bản thôi ha. Thì nó chỉ có một cái ngõ ra, và cũng có một alarm thôi. Đây mọi người nhìn sơ đồ ha. Nguồn cấp mình sẽ đấu vô chân số 9, số 10. Còn cái đầu dò thì mình sẽ đấu vô chân số 4, số 5. Thì đầu dò nếu mà đời thực tế thì mọi người nhớ đấu đúng âm dương nha. Nhưng đấu sai thì nó sẽ ngược, thì nhiệt độ tăng lên nhưng mà trên cái đồng hồ thì nó sẽ giảm xuống. Nó giảm đến 5 luôn mọi người nha. Cái ngõ ra nó sẽ là chân số 1, chân số 2 ha. Out 12V 21 mA. Nó có chân số 7, số 8 là một alarm, nó chỉ có một alarm duy nhất thôi. Và cái alarm này nó sẽ có được 11 watt alarm. Cũng coi như là khá đủ rồi, có đủ cho mình cái nhu cầu căn bản là nó vô đủ dùng rồi. Bây giờ mình sẽ đi vào cài đặt bên trong ha, coi nó có cái gì. Trước hết thì nhấn cái nút level ngoài bên bên đây, nhấn nút level đây, dùng nhấn giữ luôn. Ở đây mình có chọn cái loại đầu dò ha, chọn loại đầu dò thì trên cái tài liệu nó cũng có, hoặc là mình show trên màn hình nè, mọi người nhìn trên màn hình ha. Thì đây đó là mình đang đang mặc định là không, tức là loại K, số số không tức là loại K. Thì ở đây nó sẽ đo được cái giải nhiệt độ là từ âm 200 cho đến 1.300. Ok mọi người ha, thì giờ gần đây là cái bảng nè, mọi người có cái bảng nha, bảng mình đang hiển thị trên màn hình ha. Đó là mình chọn cái đầu dò và cái giải nhiệt độ cho nó chính xác ha. Ở đây mình chọn chọn là đo độ C hay độ F ha, đơn vị tính mình đó. Ở đây mình có điều khiển on off là BAD ha. Đây là dòng đồng hồ căn bản nhưng mà vẫn hỗ trợ BAD mọi người nha. Đây là điều khiển thuận hay điều khiển ngược ha. Điều khiển thuận hay điều khiển ngược nghĩa là đốt nóng hoặc là làm mát á. Các mode alarm, đây là đang mặc định là số 2 ha. Đây là số 2 thì nó có được 11 mode alarm, thì nó cũng tương tự như E5CC và các dòng đồng hồ khác của Omron thì gần như là như nhau hết. Thì các mode các hình thức hoạt động của các mode alarm này nó như nhau hết, phương thức hoạt động nó y chang nhau. Nó chỉ khác nhau ở chỗ là cái nào mắc tiền thì nó có nhiều mode alarm hơn thôi. Rồi, nó chỉ vậy thôi ha, khá là đơn giản ha. Rồi đây là phím mode, nhấn cái ha. Thì đây là cái giá trị alarm nãy mình đặt cái là cái thí dụ như mode 0, mode 1, mode 2, 3 gì đó. Thì cái đây là cái giá trị nó, thì tùy theo cái ứng dụng của mình mà mình sẽ có những cái giá trị mình đặt ở đây. Nó khá đơn giản thôi, chỉ có cái nút mode nó chỉ có một một chức năng đó thôi. Còn để mà run stop á, cái đồng hồ này á, thì mình nhấn giữ hai phím ha. Phím mode và cái phím mũi tên chỉ lên này, nó có ghi run stop nè, mình nhấn giữ luôn. Đây là nó đang run ha. Đèn stop nó tắt này ha. Thì mình giữ luôn. À, nó sẽ chuyển sang đèn stop ha, là đồng hồ đang dừng đó mọi người nha, nó sẽ không tác động ngõ ra nữa. Rồi mình để on lại thì mình tiếp tục mình nhấn giữ phím mode và phím tăng này cho mất cái đèn stop đi ha, đèn ao nó sáng ha. Ở đây mình đang cài nhiệt độ set value là 63, còn nhiệt độ BV á là 55, với là nhiệt độ trong lò đang là 55, nhiệt độ mình mong muốn là 63 nên sẽ tác động ngõ ra. Ok mọi người ha, thì nó cũng khá đơn giản thôi. Nhấn nút level, nhấn cái thôi. Ở đây là mình có cái gọi là giống như bù nhiệt độ á, mình dịch nhiệt độ nó đi.
thì nhiệt độ mình nó sẽ chênh lệch nửa độ một độ đó, mình không cần thiết lắm thì mình có thể dịch lên đây cho nó nhìn cho nó chính xác. Đây là cái độ trễ ha, thì các thông số này mình ở E5CC mình đã làm rồi, thì mọi người có thể vô cái kênh của mình để xem lại các bài đó, thì về cái ý nghĩa và cái phương thức hoạt động nó cũng như nhau thôi. Ok ha, khá là đơn giản ha. Thì mình cũng có phân phối cái dòng đồng hồ này và các dòng đồng hồ khác của Omron. Thì anh em nào có nhu cầu mua hàng thì có thể liên hệ với mình ha, ủng hộ mình. Hoặc là có thắc mắc kỹ thuật thì cũng có thể liên hệ với mình để anh em mình cùng trao đổi ha. Mình thì biết không chắc là biết hết đâu, không ai biết hết tất cả. Thì cái gì mình biết thì mình sẽ chia sẻ hoặc là mình sẽ cùng mọi người tìm hiểu. Ok mọi người, like video này ha, subscribe kênh của mình. Cảm ơn mọi người.